hello mọi người. Giờ chỉ xuống như là 4 phút đây có mặt ở bệnh viện Nhi Đồng 2. Khi mọi người coi clip này là chắc là Chip đã đi về nhà rồi. Nhưng mà cái lúc mà cái clip này là Chip đi vô chính là một cái tiểu phẫu nho nhỏ nữa. Anh đây là Chip nhớ lại không? Nhớ lại ngày xưa không? Khó làm nhớ được lắm. Nhưng mà coi lại mấy cái mà clip với lại được nghe 4 phút chứ là mẹ phụ trở lại thì Chip có thể ngộ ra được là hồi xưa mình đã ở đây. Ngoài ra thì có những cái clip và những cái bức hình mà coi như là bằng chứng để lại. Thì bây giờ Chip sẽ là một cái tiểu phẫu nho nhỏ mà chúc Chip good luck nha. Được chứ sao không được, là cái tiểu phẫu nho nhỏ thôi. Ở tầng dưới là cái khoa tim hồi xưa, Chip mổ tim ở đây với đồng hai mọi người. Đây là cái mọi người khi mà đã vào đây và bác sĩ khám kiểm tra nghiệm thì đã rất là yên tâm mà Chip ha. Cố lên Chip xuống rồi, good luck. Hello mọi người. Giờ là chuẩn bị tiếp xuống, chuẩn bị vô phòng mổ á mọi người. Lên bệnh mổ rồi mọi người ơi. Sợ lắm mọi người. Sợ gì? Đã mổ con mổ hai lần mổ tim mà sợ gì nữa. Bạn cố gắng nha. Như là clip này mọi người coi thì con nó mổ xong rồi, con về nhà rồi, nhưng mà cố gắng. Hello. Nay mặc cái áo rất là bé. Thôi kệ đi. Ngay trong bệnh viện Nhi Đồng mọi người. Có ai để ý gì đâu. Nhớ là like, share, subscribe, bé tí xuống Hồng Lâm. Nhớ và chơi thắt cái ca trước. Con giờ ta làm xong rồi. Rồi sao giờ đi về bắt nương nè? Vì sao lý do? Dạ tại vì bị bố cho uống sữa. Lúc không phải là giờ sáng chứ bác sĩ nói là phải uống được 2 giờ sáng mà giờ chạy đó mọi người vui lắm mọi người. Rồi đói la làng xuống dưới xin pha tim xin đồ ăn nữa rồi đọc tập lý do làm sao mà con uống 4 giờ con ngủ dạ. Quá đúng không? Bố thấy con ngủ đã quá nên bố cho con ngủ luôn. Rồi sau đó là 4 giờ sáng đang ngủ tự nhiên nghe mấy đứa này nó khóc quá, nó đói thế là con mở mắt ra cái cái gì mà la to vậy. Thế là tự nhiên mơ màng màng cái giật sờ vô cái bụng lọ chỗ mà nó đói quá. Má ơi cho con xin hộp sữa đó chị. Là vậy đó mọi người, nó ngủ vậy chị, nó về vui nhìn như đồng hạ như về nhà tung tăng hồn nhiên. Người ta sợ vô bệnh viện chút nữa mà xuống nhắn lại chị nha. Dạ. Để chị nhà thủy nó vô nó đứng vô. Ok chị, nãy nhìn Vi đúng không, nãy là bác sĩ Vi. Chuẩn bị mổ thì lúc đầu Chip nghĩ là mổ sẽ rất là đáng sợ, nhưng lúc đầu Chip rất là sợ hãi. Nhưng lúc sau á Chip lại có nghĩ rằng là thôi trước sau gì cũng phải mổ nè, thôi cứ mổ đi, mổ sớm là được về sớm. Nên là với lại Chip cũng muốn thử trải nghiệm một lần để coi là những cái người mà bị gây mê nó sẽ như thế nào, cái cảm giác lúc đó nó sẽ như sao. Thì lát nữa Chip mổ xong rồi Chip sẽ nói lại cho mọi người biết nó như cảm giác như nào, không biết là nó có đáng sợ hay không nha mọi người. Rồi Chip xuống đây dành ăn rồi đến 8 tiếng rồi mà đúng rồi mà. Từ 4 giờ sáng đến giờ là 12 giờ trưa mọi người, là 8 tiếng sau đó là chưa ăn gì nữa mọi người. Bụng Chip bây giờ nó réo lên, nãy giờ là nó réo rất nhiều nữa mọi người. Nhưng nếu mà sáng mà Chip uống sữa 4 giờ là Chip đã mổ xong rồi. Rồi Chip đã mổ xong, nãy giờ là Chip được ăn pizza và rán đủ kiểu rồi mọi người. Thế ra mấy bạn mà nếu mà mổ là phải nhịn ăn, đừng có uống sữa giống Chip xuống nha. Okay. Mấy bạn nhớ là nếu mà mổ là phải
nhịn ăn là phải 6 tiếng sau mới được mổ nha mọi người. Bye bye. Chút xuống. Dạ. Nhưng cậu làm YouTube cậu. Đúng vậy. Ngon lắm. Chị vô lấy ghế còn cái bên đó. Dạ, cảm ơn bác. Thầy đào tí, nè con hát ăn rồi ha. Có okay nước á, nắm môi em thôi chứ chưa. Nó đau hả? Đau nhưng mà vẫn chịu được đúng không? Tại vẫn còn tối lúc ngủ là lúc nào đây đó. Nha, vô phòng mổ sao? Dạ, mới đầu vô là được cô đẩy vô. Thế là nhìn con người con run quá, thế là cô mới giảm cái lạnh xuống lại cho con. Sau đó là lúc mà đang đo huyết áp với lại đo tim mạch đó, thì tự nhiên cô cho một cái nè, bây giờ nó muốn đỡ sợ không thì giờ cô cho hít khí oxy xong cái nhắm mắt ngủ luôn. Thế là lúc đầu là vẫn chưa bị gì hết, nhưng mà lúc sau con hỏi cô là ủa sao chưa gây mê. Tư thế là con hơi bật nút lên, thế là tự nhiên nó ra một cái khí gì đó. Ui, thơm chứ ta, nhưng mà nó thơm hơi hả? Ngọt. Nó hơi ngọt, cô nói con là bây giờ con hít vô bằng miệng rồi thở ra bằng mũi. Ừ, hít vô. Hít vô. Thế là thơm mê đó, thơm mê luôn. Hít vài cái xong rồi cái ngủ luôn không biết gì luôn. Rồi sau đó là bác nương vô, bác nương tự nhiên một lúc sau bác nương vô, bác nương kêu như vậy. Chíp dậy con. Dạ xong rồi đó. Con mới mơ dậy vậy. Con chào bác nương. Sau khi về phòng mình thấy sao nè? Dạ vẫn dạ thấy đau, nhưng mà lúc đầu thấy đau nhưng mà giờ đỡ hơn rồi mọi người. Có gì thêm mấy ngày nữa thì thấy sao thì sẽ quay cho mọi người coi nha. Like, share, hát hay về quá. Nhớ like, share và subscribe kênh bé chia sẻ mình. Hello mọi người, Chiếp Chúng đã nằm ở trong cái bệnh viện này khoảng được tầm 2-3 ngày rồi đó mọi người. 3 ngày rồi, nay ngày thứ 3 rồi. Wow, hôm nay là ngày thứ 3 rồi mọi người. Mà sau khi mổ được ngày, thấy sao? Như sao rồi? Dạ, lúc đầu mới mổ xong thì con thấy khá là đau. Nhưng mà lúc sau được cô y tá cho uống thuốc giảm đau. Đỡ hơn đúng không? Thuốc vô cho con thì con lại thấy nó đỡ hơn. Thì đến hôm nay con đã thấy đỡ hơn rồi. Và con có thể tập đi lại ăn uống bình thường. Ok, nghe có gì xong kể tiếp nha. Dạ. À đúng rồi, hôm bữa Chí Xuân có nói cho mọi người rằng là cái cảm giác lúc mà bị gây mê như thế nào, thì giờ Chí Xuân kể lại cho mọi người nghe. Thì lúc đó là Chí mới vô trong cái phòng đó, thì là thấy có rất là nhiều mấy cô y tá. Thì là cô lúc đó là đo huyết áp rồi đo nhịp tim mạch. Thôi Chí xong rồi á, cô nói con là thôi giờ run quá đúng không, cho cái máy oxy cho thở. Thế là chụp cái mặt nạ vô trong mũi chứ. Nó đợi chứ hít vô. Hít thơm thơm hả? Dạ chưa, lúc đầu là chỉ mới có oxy thôi. Cô nói, con hỏi cô là ủa sao chưa có thuốc gây mê. Cô ở tứ thế là cô mới bấm một cái nút gì đó để cho nó ra cái khí. Nó rất là thơm nhưng mà nó giống kiểu nó bị hơi bị nồng á, nó chứ bị sặc. Thế là cô mới nói chứ là có nên có hít vô bằng mũi, con phải hít vô bằng miệng. Nè. Thở ra bằng mũi, hít vô bằng miệng. Đó, thế là Chiếp hít vô bằng miệng rồi thở ra bằng mũi mấy lần. Lúc sau tự nhiên đi. Ngủ lúc nào không biết luôn mọi người. Thế là ngủ dậy hay là bác nương kêu Chiếp là Chiếp, dậy Chiếp, dậy Chiếp. Lúc đó Chiếp mới mơ mơ màng màng, Chiếp mới tỉnh dậy được.
Thế là sau đó là được mấy cô y tá cho ra ngoài cho bố mẹ. Lúc đó vẫn còn đi nằm trên cái xe. Yeah. Đây nè. Hello mọi người, hôm nay đó là ngày thứ 5 ở trong bệnh viện và cũng là ngày cuối cùng. Chip vừa mới thay băng và rút ống ra xong, giờ Chip chưa chuẩn bị. Chip chờ mấy cô y tá làm thủ tục để xuất viện là Chip sẽ được về nhà. Nói chung là Chip có kinh nghiệm gì chỉ cho các bạn khi mà đi tiểu phẫu mổ mổ nhỏ nhỏ vậy không? Thì nói chung là bình thường thôi mọi người. Chỉ cần là mình có tinh thần thôi. Chip hay bị mất tinh thần cho nên là Chip lo lắng, thì Chip thật ra nó cũng đau như mình tự mình. Nó hơi sợ chút nhưng mà sao cũng không sao đúng không? Hơi nhé. Nên nói chung các bạn làm sao đừng sợ hít thở này, để bác sĩ chỉ con. Bác sĩ nói là hít thở, hít lên rồi thở ra 10 lần. Hít vào và thở ra bằng miệng. Đó, 10 lần. Nói chung là đợt này là Chip rất là giỏi, mọi người thấy tóc bút luôn. Chip rất là giỏi nha, Chip rất anh hùng và Chip chiến thắng lần này rất là giỏi nha. Và mong là mọi người cái một cái Tết ăn thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc. Và cái clip này là khi mà Chiếu là Chiếu đi về thì cũng chắc cũng cả 10 ngày rồi cũng mới đăng lên. Chúc mọi người thật nhiều niềm vui nha. Hẹn gặp lại mọi người ở những cái clip vui vui gần nhất. Nhớ like, share và subscribe kênh với Chiếu Xuất Hồng Long và kênh HKB Entertainment Official nữa nha. Bye bye. Happy New Year. Happy New Year mọi người nha. Chiếp, nó nhảy là kết rồi nhưng mà bây giờ xuống đây mình chào bác Việt trước khi mình về. Mọi người đây là bác sĩ Việt nha mọi người, bác sĩ đã mổ rồi, cho Chip nè. Con phỏng vấn bác đi. Cảm ơn bác. Con khỏe chưa? Dạ, cũng đỡ rồi. Sáng nay đi tiểu rồi đúng không? Đúng rồi. Tốt. Bác Việt là hai lần mổ tim cho Chip đó mọi người, cho nên là bây giờ. Đây là căn phòng thân thương nha mọi người. Đây là căn phòng bao nhiêu năm rồi ta bác? 10 năm. 11 năm anh, nên là 10. 11 năm rồi nha mọi người. Dạ, 11 tuổi anh. Tháng 11 năm 2010. Bác Việt mổ cho con từ lúc bác trẻ bây giờ bác tóc bạc luôn, con thấy không? 11 năm rồi chứ ít gì. Con gặp lại bác Việt con thấy làm sao Chip? Đi ngang qua em chỉ cho nó từ cái phòng này. Đây siêu âm con hay được, con đi siêu âm nè. Có thấy nó có phòng kế bên này. Dạ có. Còn đây là bác nương nè mọi người. Mốt lớn lên con làm gì? Mốt lớn lên Chip có muốn làm bác sĩ giống như bác Việt không? Không, theo nghề ba này thôi. Để con cứng nhắc. Nó làm bác sĩ như chừng nào nó hết sợ cây kim á, bây giờ nó sợ cây kim lắm bác. Nó xỉu quá giờ nó xỉu. Nó run lẩy bẩy vậy. Ủa nhưng mà mai mốt lớn lên Chip làm mấy bác sĩ thẩm mỹ đó. Đúng rồi, là cũng đẹp á cha. Nó cũng mà còn có tiền nữa đó con, bác sĩ thẩm mỹ bây giờ là giàu lắm á. Nó chỉ việc khổ lắm. Nó chỉ việc chỉ có tình thương thôi chứ còn khổ mổ từ sáng tối con ơi. Giờ mới ăn trưa, giờ mới ăn nè, thấy khổ không? Bây giờ này giờ ăn chưa? Thì đó, giờ bác mới ăn đó. Tại giờ hôm nay là tại vì ba con với mẹ con với con nên bác Việt với cô nương giờ mới ăn đó. Không mà chiều là bác ăn. Là bác Việt đi tới chiều luôn. Có gì về nhà không? Con có điều gì muốn nói với bác Việt và khán giả con không? Dạ. Con cảm ơn bác vì hồi nhỏ đã mổ tim cho con. Không nhờ, nếu mà hồi đó mà không nhờ bác thì chưa chắc gì con có được ngày hôm nay. Trời ơi. Chạy đây. Con rất mới được. Con rất là hãnh diện khi được gặp bác. Hai bác là ân nhân suốt đời của con. Xưa mà nhỏ xíu anh nhớ không? Ở xíu túm túm mà. Không có cây bi nó nằm đó. Nó gọn cái của tan luôn á. Anh ôm là gọn cái bàn tan luôn á. Mà lúc đó bác Việt mới từ bên Pháp về, bác mới đi học về nữa, về mới đi bắt lúc bác mới về coi công tác luôn. Không biết thì bác vô bác khám thôi. Sao đó mới biết chứ đâu, anh Việt vô anh Việt vô. Hình như là gặp ông nội bà nội hay là ông ngoại bà ngoại, anh là má Phượng. Đúng rồi. Anh nhớ không, xong lúc đó ba em mới móc cái khăn mùi xoa che cái đầu nó lạnh á. Con Thùy chị nó đi Mỹ rồi. Em gái em nó đi Mỹ rồi. Con bé Thùy với anh nó mớm á. Phải lấy chồng Việt Kiều đi Mỹ rồi. Anh nói nó là nói nó còn sao đâu có giống đâu, thấy mẹ đâu có giống đâu, là đi người khác. Ừ. Trời ơi, Chip đẹp trai quá.
vô mà xong ngồi cứ hai vợ chồng nhìn nó cool đó, bây giờ thì phải làm cách nào, tóc tai em còn làm lên rồi kia là mặc vest đồ ngầu lắm ấy, chỉnh chu lắm à, dạ mà ổng biết cách diễn lắm luôn á, ổng chụp hình á đủ cái 11 năm trước chứ xuống ở đây chứ xuống được mổ tim thì bây giờ chứ xuống thì giờ 11 năm sau chứ quay lại đây chip một cái khác bận im nó nằm dưới cái tim hồi đó là chiếc không được mặc gì luôn, bây giờ là chiếc được mặc váy, mặc váy gọi chào kết đây nè, gọi chào kết nè. Thôi thì nói chung là cảm ơn mọi người vì đã đón xem clip này trong suốt những ngày qua ở bệnh viện. Đây là clip đau nhất của chiếc phải không? Cho tới giờ phút này phải không? Nhiều nước mắt nhất, đúng không? Đây là mặt cắt đi ha. Và nếu mọi người thích clip này thì mọi người hãy nhớ đăng ký, like, share, subscribe kênh với chiếc sứ Hồng Long nha, để xem được nhiều video tiếp mới nha. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye.